Các bạn, hôm nay tôi có hai đệ tử người ca mới. Một bạn tên là Dung, một bạn tên là Minh Nhí. Một bạn tên là Minh, tại bạn Nhí quá gọi là Minh Nhí mà. Rồi bây giờ hai bạn sẽ tập cái bài khởi động đầu tiên, đó là Love the Tree. Mấy bạn phải uốn dẻo như một cái cành cây trước gió cho Tiun coi nha. Rồi nâng tay lên, thả miệng ra hết hơi vào, ngậm miệng lại, nín thở. 1, 2, 3. Duỗi thẳng người ra, thở ra bằng mũi. Rồi làm 10 lần đi mấy em ơi. Ừ, bắt đầu. Coi ai làm đẹp, chấm điểm luôn. 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Thả miệng ra, hít hơi vào, lắc eo. Rồi duỗi thẳng người ra lại, thở ra bằng mũi. Đó là 3 động tác. Động tác thứ nhất là hít hơi vào. Động tác thứ hai là gập người lại, nâng eo lên. Động tác thứ ba là ưỡn ngực trường thẳng, ưỡn duỗi người ra phía trước, thở ra bằng mũi. 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Hít hơi vào. 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Bạn người cá Dung làm rất là tốt. Riêng bạn người cá Minh thì còn nhoi lắm. Bạn người cá Minh mới có 6 tuổi thôi. Bạn người cá Dung thì được 7 tuổi rồi. Nãy giờ không đếm hả? Không đếm, làm lại. Đếm lại 1 nè. Thả miệng ra, hít hơi vào. 2. Nâng eo lên, duỗi thẳng người ra. 2, 3. Thở ra bằng mũi. Ai gọi Tiun vậy? Xin chào mấy em. Mấy em có muốn làm người cá không? Vô tập người cá với mấy bạn luôn nè. Tiếp tục bao nhiêu lần rồi? Rồi tiếp lần thứ 4 đi mấy em. Quỵ gối xuống song song với nhau đều. Nâng eo lên, duỗi thẳng người ra. Để hồi cô kia vô. Dạy hay là chị dạy? Dạy. Đang dạy. Rồi bắt đầu. Bạn Dung làm tốt rồi. Còn cái em á, hai cái chân của em khuỵu xuống không có đồng đều với nhau. Hai cái gối cùng hạ xuống. Rồi nâng eo lên, duỗi thẳng người ra, ưỡn ngực ra. Rồi thở ra bằng mũi. Nhớ chia làm 3 động tác thôi. 1 là hạ miệng ra, hít hơi vào. 2 là khuỵu gối xuống, nâng eo lên, ưỡn ngực. 3 là duỗi thẳng người ra lại vị trí ban đầu, thở ra bằng mũi nha. Thì 1 hít hơi vào, 2 làm động tác lắc đuôi, giống như cái này là lắc đuôi nè, đó, lắc đuôi nè, xong lắc đuôi rồi. Động tác thứ 3 là thở ra bằng mũi thôi. Hiểu không? Chính xác đó các bạn. Còn cái bạn này nãy giờ uốn éo giống như con lăng quăng vậy, chưa thấy giống người cá. Đó, giờ giống con vịt sim nữa nè. Rồi giờ cười như con khỉ nữa nè. Rồi. Nói chung là các bạn đã tập khởi động người cá rất là tốt. Bây giờ mời hai bạn sit down please. Ngồi xuống. Mời ngồi xuống mà nhảy xuống nước luôn. Hay quá, bạn này nhoi thiệt luôn rồi. Rồi cái bài tập thứ hai mà anh muốn chỉ cho hai em là mấy em phải tập cảm nhận nước với cái chiếc đuôi cá của mình ha. Để cảm nhận nước với đuôi cá của mình kết hợp với cái bài tập khởi động hồi nãy thì nó cũng có 3 động tác, hít hơi vào, xong rồi lắc đuôi, rồi thở ra bằng mũi ha. Thì bây giờ mấy em phải làm như thế này, thả miệng ra, hít hơi vào trước, rồi ngậm miệng lại, nín thở, là cái đuôi mình sẽ nằm ngang mặt nước như thế này. Động tác thứ hai là lắc đuôi, hạ đuôi xuống, tạo ra 2 lớp xoáy bay đi trong nước. Rồi đếm 1, 2, 3. Rồi thở ra bằng mũi. Đó là động tác thứ 3.
cũng ba động tác thôi, hiểu không? Hít hơi vào, lắc đuôi, xong rồi thở ra bằng mũi là ba động tác. Nhưng mà khi á mình lắc đuôi á, mình phải ấn xuống tạo ra hai lốc xoáy bay đi trong nước. Trong lúc hai lốc xoáy bay đi trong nước, mình đếm 1, 2, 3 rồi mình mới được thở ra bằng mũi ha. Thì muốn trở thành một người cá quốc tế thì mấy em phải tập hiểu được bản thân của mình. Thứ nhất là mấy em phải bắt đầu chú ý đến hơi thở của mình và các động tác của mình bơi trong nước. Mình phải yêu bản thân của mình, hiểu cơ thể của mình, rồi mình mới có thể yêu người khác hay là yêu các loại vật khác được, phải không? Tập làm chủ hơi thở của mình, các động tác của mình trong nước. Bây giờ là em tập cảm nhận cái chiếc đuôi tiên cá của mình với hơi thở của mình đi ha. Rồi cố gắng tạo ra hai lốc xoáy bay đi trong nước cho Tuy Un ha. Em trai nghe Tuy Un nói hiểu không cưng? Hiểu. Dạ hiểu. Nghe Tuy Un nói thì dạ hiểu. Rồi nâng đuôi lên ngang mặt nước. Lúc này là hả miệng ra hít hơi vào rồi nè. Hít hơi vào, nâng đuôi lên nổi ngang mặt nước. Hả miệng ra hít hơi vào, nâng đuôi nổi ngang mặt nước. Rồi hạ đuôi xuống, nhấn đuôi xuống tạo ra hai lốc xoáy bay đi trong nước. Rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi là xong ba động tác. Đây là hai bài tập khởi động quan trọng giúp em trở thành một người cá nha. Nên anh cần mấy em tạo được cái lốc xoáy ở bài tập này cho nó tốt. Lốc xoáy bay đi càng xa thì có nghĩa là em kiểm soát được hơi thở của mình tốt. Và hai lốc xoáy phải bay ra đều nhau thì cái bàn chân của hai em mới là cân đối. Nếu mà lốc xoáy bay đi bị lệch trong nước là chân của em chưa có giữ được thăng bằng ở trong nước, nó bị lệch. Rồi tập đi nha. Ok. Cái đó mẹ của Tuy Un bán, Tuy Un cũng không rành nữa. Đó. Bye bye mấy em nha. Làm người cá thật tuyệt đúng không? Mấy cưng ơi, tiếp tục hả miệng ra hít hơi vào, nổi đuôi ngang mặt nước, hai chân cân đối song song với nhau, rồi nhấn đuôi xuống tạo ra hai lốc xoáy bay đều nhau trong nước, đếm 1, 2, 3 trong khoảng thời gian lốc xoáy đang bay ra, rồi mới thở ra bằng mũi. Chàng tiên cá Tuy Un. Chàng tiên cá. Đúng rồi, chàng tiên cá. Rồi mấy em nhớ bài tập này chưa? Nhớ. Dạ nhớ. Nhớ mà sao cứ quên chữ dạ hoài. Vậy thì em phải, kỳ này là phải nhớ kỹ nha. Tuy Un thậm chí đã làm một cái video để cho em coi lại bài tập của mình hôm nay đó. Rồi. Xin chào bạn người cá Mimi sexy. Mời bạn người cá Mimi xuống xin nước. Ok. Đang có cuộc thi tiên cá đẹp nhất thế giới. Chừng nào bạn nào có được nhờ bình chọn là được like nhiều và chia sẻ nhiều cái tấm hình của bạn đó trong tháng thì bạn đó mới chiến thắng. Có tấm hình của em ở trong đó không? Chị biết đi. Có rồi. Nè. Ê, ông qua đi anh tại chú quá à, đi ra Tuy Un luôn á. Nhớ mà men Tuy Un nha. Dạ. Ok. Em tập chưa? Rồi. Em thuộc chưa? Dạ. Ok, hai em đã thuộc rồi chắc chưa? Chắc rồi. Mời hai em tập bài tập thứ 3 của khởi động người cá. Bài tập thứ 3 mới hay nè. Bài tập thứ 3 tên gì vậy? Thích thả nổi. Thích thả nổi. Thích thả nổi ha. Em nhảy xuống rồi. Rồi bây giờ hả miệng ra hít hơi vào. Để mắt kính vô đi. Hả miệng ra hít hơi vào, rồi nằm nổi người ngang mặt nước, hai tay vịn lên cái thành hồ bơi. Đúng rồi. Vậy chú có đăng làm người cá không?
có mấy bạn đang học mà tôi sẽ đăng lên YouTube chứ. Dạ. Ok. Rồi. Em làm giống như chị của em được không Minh? Hít hơi vào nằm nổi đuôi cá lên ngang mặt nước. Rồi lắc đuôi nâng eo lên. Lắc đuôi rồi đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi, thở ra nhẹ bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên hả miệng hít hơi vào ha. Giống như bài tập Love the Tree hồi nãy. Mấy em lắc đuôi làm sao mà ra được hai lốc xoáy trong nước á, mới là kỹ thuật chuẩn. Nằm nổi người ngang mặt nước, ổn định hơi thở, lắc đuôi tạo ra lốc xoáy là một lực đẩy mấy em lên phía trước. Đều thẳng là tốt. Ừ. Rồi nâng đuôi lên ngang mặt nước, nhớ nâng eo lên nha, hạ đuôi xuống nâng eo lên, hạ miệng ra hít hơi vào. Nổi người ngang mặt nước cái đã, rồi lắc đuôi nâng eo ưỡn ngực ra phía trước, thở nhẹ ra bằng mũi. Người cá ba bữa nay bận đi làm, người cá mẹ hồi mới tới. Người cá Nori tới luôn. Yeah, người cá Nori với lại em là thân thiết với nhau rồi đó, lâu lắm luôn rồi đó. Tụi em đang định ra kế hoạch để giết anh đó. Gì bậy bạ vậy? Người cá rồi giết tiên cá luôn hả? Chứ còn vậy hả? Rồi mấy em ơi, nè nghe tôi nhắc kỹ lần nữa, không nói nữa nha. Yes. Lấy hai tay vịn lên thành hồ đúng không? Hít hơi vào nổi đuôi ngang mặt nước. Khi đuôi nổi ngang mặt nước rồi lắc eo. Rồi đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào ha. Ok chưa mấy cưng? Ok. Nhớ rõ không? Dạ, hay là mình làm mấy lần kìa anh? Làm 10 lần. Đừng có làm như thế chứ. Một lần thôi. Một lần không có nói được điều gì hết về khả năng bơi lội của em. Em làm 10 lần đúng, đẹp mới được vô đội tuyển người cá. Dạ, anh xuống dưới đây lại để em muốn bơi lại. Rồi em làm đi. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3, xuất phát. Hả miệng ra, hít hơi vào, nổi người ngang mặt nước. Bắt đầu thi nè, đó, hai chị em làm tốt nè. Trời đúng của em rồi. Nâng eo, ưỡn ngực. Đúng rồi, nâng eo, trường ngực lên phía trước nè. Minh, lắc eo đi. Nâng cái eo, lắc cái eo, nhẹ thôi. Ừ. Hít hơi vào, nín thở, nổi người, rồi lắc eo. Rồi đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi, ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào. Đúng rồi. Tiếp tục. Giỏi lắm. Tiếp tục nha hai em. Hai bạn người cá này xuất sắc ấy chứ. Nói là làm được liền. Tiếp theo anh sẽ hướng dẫn cho các em bài tập thứ tư. Mà muốn qua bài tập thứ tư thì mấy em phải lặp lại bài tập thứ ba cho anh đúng, anh mới chỉ tiếp bài tập thứ tư nha. Rồi bây giờ bài tập thứ ba, đầu tiên anh hướng dẫn mấy em làm động tác gì? Động tác thở và ngậm miệng lại. Hít hơi vào. Hít hơi vào. Rồi nín thở nổi người. Nín thở nổi người. Nằm nổi ngang mặt nước. Nằm nổi lên mặt nước. Xong rồi làm cái gì nữa? Lắc đuôi cá. Gọi là dolphin kick. Gọi là dolphin kick. Có nghĩa là cú đá của cá heo. Lắc đuôi cá. Lắc đuôi cá là sao? Nâng eo. Nâng eo. Rồi đưa người lại vị trí ban đầu. Rồi đưa người lại vị trí ban đầu. Nghĩa là sao? Nằm thẳng người ra lại. Đúng không? Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên. Hạ miệng ra hít hơi vào. Hạ miệng ra hít hơi vào. Là bài thứ 3. Nhớ chưa? Nhớ rõ chưa? Nhớ. Bài thứ 4 sẽ cũng giống như vậy. Nhưng mà khi mà mình thở ra bằng mũi
mình phải kéo tay ngẩn mặt hạ miệng hít hơi vào nha, là cái tay của em sẽ kéo giống như động tác tay ếch. Em biết kéo tay ếch dưới nước chưa? Chưa. Đó, cái đó là cái gì vậy? Đó, động tác. Cái gì? Đầu bơi tay ếch làm sao? Bơi tay ếch. Sao đâu? Ờ, giống như con rùa vậy đó, giống quy lão tiền bối quá vậy. Rồi bây giờ muốn làm cái bài thứ tư là anh phải hướng dẫn cho em lại cái động tác bơi tay ếch đúng cách ha. Cái đợt tay đó là tay của con ếch, nên mình phải tập cái tay này trước mình mới qua bài thứ tư được ha. Hiểu rõ chưa? Làm người cá là phải hiểu rõ cơ thể của mình, hiểu rõ hơi thở của mình, phải tập yêu bản thân của mình. Mình phải đẹp trước tiên. Mình phải yêu mình trước, mình phải làm cho mình đẹp, mình khỏe, mình mạnh, mình thông minh trước tiên. Hiểu không? Yêu mình trước tiên là mình mới có thể yêu tất cả muôn loài được, đúng không? Chứ mình chưa yêu mình đợi yêu ai? Mình còn chưa yêu mình nữa mà yêu ai? Đúng không mấy em? Đúng. Sao mình biết cách yêu được, đúng không? Đúng. Chính xác không mấy cưng? Đúng. Bơi tay người cá cho hai bạn. Tên gì? Tên Lê Ngọc Phương Dung. Người cá Dung và người cá Minh. Bây giờ Tiên Ôn sẽ kiểm tra lại cái phần tay của mấy em cho đúng nha. Ai mà đúng thì mới được học tiếp bài thứ tư, còn không đúng thì thôi. Bài này là sẽ giúp cho các em kết hợp được hơi thở với tay, với cách trường ưỡn ngực ở trong nước. Đó, quan trọng cái phần đó đó. Wow, chất lượng dữ ta. Bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Nâng tay lên ngang mặt nước, hạ miệng hít hơi vào, mắt nhìn theo chiều cánh tay. Kéo tay qua ấn nước xuống, ưỡn ngực lên, ngẩng mặt, hạ miệng hít hơi vào. Tay phải ngang mặt nước nha. Cánh tay phải ngang vai nha. Đó. Đó. Tay thì đúng rồi, nhưng mà kết hợp thở chưa đúng nha. Bạn Dung á, còn bạn Minh nha. Giống đang làm gì vậy ta? Khó hiểu quá à. Nhìn chị hai kìa, tay chị hai đúng rồi kìa. Mắt nhìn theo chiều cánh tay, đếm 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Kéo tay về, ưỡn ngực, ngẩng mặt, hạ miệng, tay ngang vai. Tay ngang vai làm sao? Sao cái tay, cái vai sụi lơ giống như con gà trúng gió vậy? Nè, tay nè, kéo về, ngưỡng ưỡn ngực, ngang vai, rồi đưa về trước chấn thủy, giữ thẳng ra phía trước, úp mặt xuống lại. Đúng rồi. 1, bị co ngón tay rồi, bị cong cổ tay rồi. Kéo qua ngẩng mặt hạ miệng, kéo tay qua là ngẩng mặt hạ miệng hít hơi vào. Cái tay mà đụng nhau đúng không, là cái miệng ngậm lại. Cái tay mà bung ra là cái miệng hả ra liền. Tay bung ra nè, hả miệng ra, hít hơi vào, ưỡn mặt ngực, hả miệng, hít hơi vào. Rồi tay về đụng nhau, ngậm miệng lại, úp mặt xuống, duỗi thẳng tay ra phía trước. Được không? Rồi em trai lên làm được không? Rồi anh cần mấy em làm được đúng cái này nha, mới tới bài tập thứ tư nha. Các bạn ơi, những cái này con em quay để về nhà mình tập đó các bạn. Thấy chưa, thấy người cá tây un lưng dẻo ghê chưa? Ước gì có thể gánh ngay người cá tây un. Tây un, nó bị tắt rồi nè, tây un. Tây un. Em cần làm mẫu bữa nay hai em cần phải tập cái này rồi. Chứ không tập được là không có qua bài mới được đâu. Mắt nhìn theo chiều cánh tay, kéo tay qua ưỡn ngực, hạ miệng ra, hít hơi vào. Rồi, tay khép lại, úp mặt xuống nước lại. Đúng rồi, 1, 2, 3. Đúng rồi. Cái tay nè, cái cánh tay nè, ngang vai nè. Đúng rồi. Rồi, đụng vô nhau, úp mặt xuống. Mắt nhìn theo chiều cánh tay, 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi, tay qua ngang vai. Đúng rồi. Nha. Bạn người cá Dung thì tập
tay đúng không? Và bây giờ là kết hợp bơi thử luôn ha. Thì về á, em có gì coi lại video để coi sửa lại kỹ thuật tay bơi cho nó đúng chuẩn người cá. Cái kỹ thuật đó là cũng là của vận động viên luyện thi bơi lội người ta tập ha. Là người cá mình phải bơi chuẩn của vận động viên hết mới được, mình mới tiết kiệm được năng lượng rồi mình có thể bơi tốc độ cao nhất, lặn đỡ mệt. Chân tay thở cho đúng nha. Còn bạn người cá Minh là đi đâu chơi luôn rồi. Thôi cho qua. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi bạn người cá Dung sau khi tập cách bơi tay ếch đúng kỹ thuật của vận động viên xong, kết hợp vô bài tập luyện số 4 là chân thở ra tay hít hơi vào, làm đúng là sẽ bơi được như thế này nha các bạn. Đây là cái phương pháp bơi người cá đơn giản nhất mà tôi nghĩ là các bạn nhỏ nào cũng có thể bơi được người cá, chứ không phải cần tôi chạm vào mấy bạn mới có thể bơi được. Thì không có điều kiện thì xem qua mạng, còn có điều kiện thì đến với Tiun để Tiun nhìn ra cái lỗi kỹ thuật nào đó của các bạn, để Tiun có cái phương pháp bơi tốt nhất để hướng dẫn cho các bạn mau biết bơi nhất trong cái hoàn cảnh thời tiết thay đổi khí hậu thất thường như hiện nay. Các bạn cần phải trở thành người cá sớm đi, chứ không thôi là các bạn phải đối mặt với thiên tai bão lụt, các bạn phải sợ sệt đủ thứ. Và cái việc của chúng ta khi trở thành người cá là phải luôn luôn kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật.